Thực ra đó cũng là một cái phương châm thi đấu của rất nhiều đội tuyển đến với vòng loại. Tại vì vòng loại số lượng đội tuyển tuyển là cực kỳ lớn. Nó khác với vòng đó là vòng bảng, khi mà các đội sẽ đánh với nhau ở trong một cái khoảng thời gian khá là dài. Thì thậm chí các đội tuyển ở trong vòng loại chúng ta sẽ chỉ gặp nhau đúng một lần cho đến cái trận thi đấu cuối cùng thôi. Thế cho nên là các đội chủ yếu là tập trung để phát triển bài đánh cá nhân của mình và ít có sự nghiên cứu đối phương. Sự nghiên cứu thực sự nó sẽ chỉ xuất hiện ở những cái vòng đấu trong, như các trận đấu quan trọng, chung kết nhánh thắng, chung kết nhánh thua và chung kết tổng. Còn lại thì tôi nghĩ phần lớn các đội cũng sẽ chỉ tập trung cho cái sức mạnh của đội tuyển của mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần cấm và chọn của ván đấu thứ hai. OK, và tiếp tục là Galio ở trên bảng cấm ở trong trận thi đấu này. Rõ ràng một con bài rất mạnh như Galio thì không thể nào được thả ra ở phần lớn như trận thi đấu của chúng ta. Tôi nghĩ là như vậy. Và ba quân bài khác bị cấm đi ở trong trận đấu này, đó là Zeke, đó là Lee Sin và Camille. Là chúng ta đã có những sự thay đổi trong đội hình của Realization với việc đã lựa chọn những vị tướng có khả năng ra tranh tổng tốt hơn và cũng có lượng sát thương là nhiều hơn so với trận thi đấu trước. Và đặc biệt là họ còn có được cho mình một con bài cũng vẫn là rất mạnh ở vị trí solo đường, đó là Akali. Và Akali đã được lựa chọn rồi, trong khi đó bên phía của TG Sport họ vẫn có được một Orianna cũng như thậm chí là cả Javan đệ tứ. Đây vẫn là một bộ đôi giúp cho bên phía TG triển khai cái thế trận của mình một cách rất tốt, đặc biệt là những tình huống ra tranh tổng. Vẫn là lựa chọn cặp đôi Orianna như là Javan đệ tứ ở trong trận đấu này đến từ TG Esports. Còn bên phía đội hình của RNNC Sport thì họ có hai quân bài, đó là Kennen và Akali. Thì chúng ta sẽ chờ xem là trong trận đấu này thì Kennen hay là Akali mới là quân bài đi đường giữa dành cho RNNC Sport. Nhưng mà có vẻ với những lượt pick như thế này thì đội hình của RNNC Sport ở trong trận đấu này nó sẽ mỏng cơm hơn rất nhiều so với đội hình của TG Sport. Có những thực ra thì cả hai bên đều có những cái thế mạnh riêng của mình. Ở Việt Khi là Gragas thì đây cũng làm cả Gragas cũng như là Javan đệ tứ đều là những vị tướng có thiên hướng vừa chống chịu vừa gây sát thương. Trong khi đó ở bên phía của RNS họ đã thay thế bằng một con bài hỗ trợ là full chống chịu, đó là Braum, nhưng đặc biệt là Braum cũng có thể kết hợp rất tốt với đội hình đó là Kennen. Và ngộ không thì đây sẽ là bộ ba chiêu thức mở giao tranh diện rộng là rất dễ dàng để cho những vị trí còn lại có thể gây sát thương như là Akali cũng như là Eril nữa. Và một điểm cũng rất đáng chú ý đó là sự xuất hiện của bài Gragas bên phía TG Sport. Đây là một con bài có khả năng counter ở vị trí của con bài Kennen. Trong những pha giao tranh tổng, khi mà Kennen bật lên cho mình đó là cái bão sấm sét, thì Gragas với một cái thùng rượu nổ của mình, anh ta có thể giải quyết được cái bài toán Kennen này trong một pha giao tranh tổng dành cho TG Sport. Và chúng ta đến với những pha di chuyển đầu tiên của cả hai đội tuyển ở trong trận đấu thứ hai này, những là giữa kèo đấu BO3 giữa team RNS và team TG Sport. Và người đi rừng của cả hai đội ở trong trận đấu này thì cũng như trận đấu trước, họ ăn cho mình đó là con bùa đỏ đầu tiên. Gragas ở trong trận đi đó này không chỉ counter đối phương đâu mà thậm chí là anh ta còn counter cả đồng đội của mình nữa, với những cú thùng rượu nổ hất văng đối phương khỏi cái đại địa chấn và hất văng cả cái lệnh sóng âm đến từ vị trí của NAA. Anh ta là một con bài mà nắm khá nhiều cái sự sống còn của cả hai đội tuyển trong trận thi đấu này. Nếu mà làm tốt thì sẽ là những chiến thắng dành cho TG Sports, nhưng nếu anh ta làm không thực sự tốt thì có thể sẽ là những lợi thế dành cho bên phía của Renaissance. Nhưng chúng ta đang thấy có những sự thay đổi về những bước di chuyển đầu tiên đến từ bên phía TG khi NAA được đẩy lên khu vực đường Baron để cho Gragas trong tay của Score ở khu vực đường giữa. Đây là một sự thay đổi lane, tôi nghĩ là cũng có phần nào hợp lý. Khi mà Gragas thì là một con bài đi lane với Kennen thì sẽ không Gragas là một con bài đi lane đi đường đơn, không thua mọi kèo. Và đặc biệt là trong trận đấu này thì sắp xếp Gragas đi với Kennen ở đường giữa thì tôi nghĩ cũng là một cái ý đồ khá tốt đến từ TG Sports. Khi mà Gragas anh ta có khả năng hồi phục rất cao này, và anh ta cũng có khả năng cấu rỉa rất tốt ở vị trí của bài Kennen. Với việc score con bài Gragas đi với Kennen hay đi với Akali đều là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nhưng quan trọng hơn là họ để cho NAA có được cấp độ 5 sớm nhất ở khu vực đường Baron. Và đặc biệt khi đi với Akali với sải tay ngắn của Akali thì sẽ có một phần nào đó bớt cái sự khó khăn hơn dành cho phía của NAA. Thì khi mà thời điểm con rồng nó chuẩn bị xuất hiện thì chắc chắn là sẽ có những sự đổi ngược lại đường đến từ vị trí của TG Esports, hoặc thậm chí họ sẽ tụ tập ở đây với cả 5 thành viên. Và người chơi hỗ trợ ở bên phía TG anh ta vẫn có một cái hướng di chuyển rất là quen thuộc, với việc là sau những đợt cấp độ đầu tiên khi anh ta có được cấp độ 3 sẽ chủ động đảo ra khu vực rừng giữa, và nếu cầm sớm cho mình cái máy quét thì anh ta có thể giúp cho người chơi đi rừng của mình có thể kiểm soát được một phần bản đồ với việc quét đi lựa mắt của đối phương. Xét về lượng cua đi thì lượng cua cũng vẫn là chia đều mỗi con cua dành cho mỗi đội ở trong giai đoạn đầu của trận đấu này. Cặp đôi đường rồng
của TG Sports đó là Rakan và Kai'Sa sẽ phải đối đầu với Ezreal và Braum ở trong trận đấu này. Xét qua một chút đi. À, nhưng khoan, ở đây chúng ta sẽ cùng đến với một tình huống. Team 3 đã bắt đầu lao vào từ cú xoáy của mình, hất tung được hai người và bị làm choáng đó. Người chơi hỗ trợ đó là Tuấn Thạch Sùng đã phải nằm lại, chiến công đầu là rất tốt và thậm chí là hai điểm hạ gục double kill dành cho Simba ở ngay tình huống can thiệp đầu tiên. Một tình huống giấu sai rất tốt của Simba đúng không? Khi mà cả hai người chơi đường đồng của TG Sports đều không nhận thấy sự có mặt của Simba ở trong cái mũi này. Và hai điểm hạ gục là những gì mà RNS Sports thu về được ở trong pha găng này của Simba. Và lượng tiền ngay lập tức chênh lệch lên đến con số khoảng tầm 2.000 tiền. Vẫn là những bước di chuyển đầu tiên là có lợi dành cho bên phía của RNS Sports như ván đấu đầu tiên. Nhưng họ có thể tận dụng tốt cái những lợi thế này của mình ở tình huống con rồng của trận đi đấu sắp tới hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. Và với việc ba thành viên vừa rồi họ còn kịp lấy được đi một lớp giáp trụ ở vùng đường dưới nữa, những cái thế trận nó vẫn còn để cho bên phía của TG có set up ngược lại, vì con rồng còn đến khoảng 35 giây nữa nó mới xuất hiện cơ. Simba anh ta sau khi có được hai điểm hạ gục đầu tiên của trận đấu này, anh ta lên hẳn luôn cho mình một cái giáp hồi sinh. Và đây là thời điểm 3 phút rưỡi của trận đấu thì con rồng nó sẽ ra trong vòng khoảng 30 giây nữa. Điểm qua một chút về tài nguyên giao tranh đi. Thì ở đây Simba anh ta đã mất đi cái chiêu cuối lốc xoáy của mình rồi. Trong khi đó thì bên phía TG Sports họ còn vẫn đầy đủ, đó là 5 cái chiêu cuối đến từ cả 5 người chơi của họ. Xét về khả năng giao tranh tổng đi, thì nếu mà trong trường hợp mà cả hai đội tuyển cùng còn đầy đủ tài nguyên giao tranh của mình thì khả năng giao tranh của hai đội tuyển này là ngang bằng nhau nha. Vì họ có rất nhiều những lượng khống chế cũng như là lượng sát thương đến từ những chiêu cuối của mình. Tuy nhiên đội tuyển RNS mới là đội tuyển quyết định khởi động rồng trước ở trong tình huống này, tại vì họ có ít nhân sự hơn. Bây giờ Gragas mới đến những cái đồng đội của mình nhưng lao vào còn tổng còn 200 máu, cướp thành công đến từ TG Sports. Sau đó Kennen bị đẩy ra với thùng rượu nổ, nó chỉ còn một mình đó là Javan úp lồng phía bên trong rồi. Tạm đã bị hạ gục, bộ không quay ngược trở lại với một chiêu cuối để tấn công vào vị trí của các thành viên còn lại của TG Sports, và là double kill dành cho vị trí của Ezreal. Mặc dù giữ được con rồng nhưng bên phía của TG họ mất đến 3 điểm hạ gục, cũng là những bất lợi cực kỳ lớn ở những cấp độ đầu tiên. Và hiện tại thì số mạng hạ gục đã là 5-0 nghiêng về phía cho RNS Sports rồi. Một lợi thế duy nhất mà TG Sports giữ là điều chỉ là con rồng thôi, nhưng sau đây thì họ sẽ mất đi cái trụ đầu tiên của trận đấu này. Và đó là một cái trụ cũng khá quan trọng, cái trụ đầu tiên của vực đường rồng. Và ở đây đang tiếp tục là một tình huống đu bám theo 2710, anh ta xuất hiện kịp thời, một tình huống hất tung tốt. Và có thể mất đi cái giáp thiên thần đến từ vị trí của Simba. Anh ta cố gắng lết đi nhưng bị truy đuổi theo đến từ những lượng sát thương của vị trí của Eagle. Cắm sẵn cờ ra, sau đó chưa kịp combo, Simba quay ngược trở lại trả sát thương. Simba hoàn toàn có được một điểm hạ gục trong pha thi đấu rồi, đó là điểm hạ gục của Tuấn Thạch Sùng. Đổi trả lại thì bên phía TG Sports họ thu về 2 và đó là double kill dành cho 2710. Đu bám đuổi theo tiếp tục đến từ vị trí của Su cũng như là Tít. Tít tốc biến theo, đấm chiêu một trượt và đã có một cái tốc biến để né đi chiêu thức đó đến từ vị trí của Eagle. Đây rất nhanh đến từ Eagle rồi, né được cái chiêu 1 của Braum trong tình huống vừa rồi. Đúng không? Chính là anh ta đã phải lên để bảng điểm số rồi. Sau đó thì TG Sports họ biết rằng Simba anh ta không còn cái chiêu cuối của mình nữa, bởi anh ta đã sử dụng trước đó ở trong tình huống đánh nhau ở khu vực hang rồng rồi. Và họ thành công có được cái màn hạ gục của Simba, người chơi đi rừng đang rất xanh của team RNS Sports. Qua đó gỡ gãy lại một chút về lượng màn hạ gục. Tỷ số màn hạ gục hiện tại đang là 6-2, vẫn là nghiêng về cho team RNS. Và 4 giây nữa thì con sứ giả khe nước của trận đấu này nó sẽ ra, và hiện tại đang có tín hiệu tập trung cả 10 người của cả hai đội tuyển ở khu vực của sứ giả khe nước này. Và khác với trận đấu đầu tiên thì ván đấu thứ hai là bên phía RNS họ đã chủ động một cách rất sớm ở những tình huống mục tiêu lớn. Với việc họ chủ động như thế này thì bên phía TG Sports đã không còn có thể dễ dàng để có thể kiểm soát những mục tiêu như thế nữa. Liệu 2710 có thể tiếp tục cướp thành công cái mục tiêu này hay không? Còn sứ giả còn 700 máu, giữ thành công đến từ vị trí của Ngộ Không, lao vào với bộ đồi đó là Rakan cũng như là ra van địa tứ, nhưng cũng là không đủ. NAA đã bị hạ gục, Eagle là người thứ hai, người thứ ba đó Tuấn Vạch Sùng, người thứ tư là Score. Bên phía và quét sạch ở ngay phút thứ 6 dành cho bên phía RNS Esports với một mục tiêu lớn và rất nhiều điểm hạ gục, họ dẫn trước so với đối phương. Anh Hải Phong có để ý không, vừa rồi là một pha thùng rượu nổ nó rất vô duyên đến từ vị trí của bài Gragas, nó không trúng ai cả, không gây ra được bất kỳ sát thương nào, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào vào đội hình của RNS Esports cả. Và đúng là khác với trận đấu thứ nhất thì RNS trong trận đấu này thì họ chủ động hơn trong việc kiểm soát mục tiêu lớn, cũng như là đã giao tranh tổng tốt hơn so với TG Sports, mặc dù là đội hình của TG Sports giao tranh tổng cũng rất mạnh nha. Một cái quét sạch khá là sớm thì với việc dẫn trước với đối phương quá nhiều lượng tiền như thế này, đã gần là 10.000 tiền dành cho bên phía RNS rồi, thì con rồng đầu tiên của trận thi đấu nó không phải là một cái bất lợi quá lớn dành cho họ. Với việc
lợi thế hơn về mặt lượng đồ ở giao tranh sắp tới thì chắc chắn bên phía RS họ có thể dễ dàng lấy được lại lợi thế ở những bùa lợi rồng tiếp theo của trận thi đấu. Và đặc biệt là họ vẫn còn cho mình đó là con sứ giả thêm đức chưa được thả ra, thì khi họ thả trước thềm con rồng sắp tới thì họ sẽ là người có được quyền chủ động hơn và có thể lấy được nhiều mục tiêu so với đối phương, trong khi đó đường trên đang tính một solo tay đôi giữa Su và Score. Ego đang đến ở một góc rất xa, thùng rượu nổ hất được Su về, Su mất tốc biến, đu theo với bản năng sát thủ. Su đang gặp nguy hiểm khi bị tấn công rất đau đến thậm chí Ego có kiệt sức được kích vào người của anh ta. Su vẫn đang cố cò quẩy nhưng là không đủ với sát thương của hai thành viên đứng phía của TG Sports. Đây rồi, đây là con Kai'Sa của Eagle mà chúng ta đã nói đến rất nhiều từ trước khi mà trận đấu này nó đã được bắt đầu. Mặc dù là con Kai'Sa của Eagle trong trận đấu này anh ta nằm xuống đã tương đối nhiều rồi, anh ta đã phải nằm xuống đó là 3 mạng rồi. Tuy nhiên thì vừa rồi anh ta có một điểm mà cuộc gỡ gạc lại được. Trong khi đó bên phía chiến tuyến thì người chơi xạ thủ còn lại đó là Rai, anh ta có cho mình một KDA đang là khá đẹp, đó là 4-1. Đang là bọc đầu đến 2710, ta hất tung được hai người, quay ngược trả sát thương với hai lần hất tung đến từ chiêu cuối của Mộ Không, cứ như là Bram. 2710 bị hạ gục và điểm hạ gục được cho Score. Quay ngược trả lại giao tranh, Score có một chiêu cuối bão vào vị trí của đối phương, hạ làm cho được rất nhiều người và liên tiếp là những điểm hạ gục dành cho Rai. Và tiếp tục với con sứ giả Kenneth thì họ vẫn có tiền đề để tấn công vào cái chịu đường lính siêu cấp đầu tiên của đối phương. Và NAA thấp máu, NAA sắp bị hạ gục nhưng sát thương là không đủ. Rồi nên họ thành công với việc lấy đường lính siêu cấp ở phút thứ 8 đến từ vị trí của đối phương. Vừa rồi thì Eagle anh ta có một tình huống tập hợp lại với những người đồng đội của mình quá trễ, đồng nghĩa với việc rằng TG Sports họ không thể nào phòng thủ được cái trụ 2 của vườn rồng này và họ mất luôn cái trụ Mega của vườn rồng này. Và con rồng thứ hai này thì RNS Esports họ đòi là những gì đã mất, họ có con rồng thứ hai trong trong này, đó là con rồng gió. Đây là cái thế trận mà dễ chơi rất nhiều cho Renaissance Esports rồi, tại vì họ đang hơn đối phương về mọi cái lợi thế ở trên bản đồ, từ mặt kiểm soát tầm nhìn đến lượng tiền đến khả năng giao tranh. Và đặc biệt là người chơi xạ thủ của họ cũng đang là rất xanh với Ezreal với 518 về lượng sát về điểm KDA. Chỉ có một điểm trừ duy nhất mà bên phía của Reaction họ cần phải lưu ý, đó là lượng sát thương về phép thuật của họ đang là quá nhiều. Trong khi đó đang có giao tranh khu vực đường giữa, ngay lập tức có một dịch chuyển được đắp ngược trở lại. Ngộ Không chỉ hất tung được một người mà thôi, anh đang cố dí theo đội hình. Ego bị xoáy, một cú xoáy là rất tốt, hất tung cũng là được rất nhiều người. Và Rai anh ta phía sau thoải mái gây sát thương, phải combo bỏ chạy. Score bây giờ mới đến với những người đồng đội là hơi muộn. Và một tình huống mà TG họ là người chủ động nhưng bị phản ngay lập tức đến từ vị trí của Reaction một cách rất khốc liệt. Một cú xoáy rất đẹp đến từ vị trí của bài Oriana trong tay của Na, đó là tiền đề để cho TG Sports có thể phản găng lại trong pha vừa rồi. Nhưng không, RNS Sports họ tràn lên quá mạnh mẽ và TG Sports phải lùi tình huống đó. Giao tranh vẫn tiếp tục ra và chiêu cuối của Kennen làm choáng được hai người, ngay lập tức bộ đội AD hỗ trợ đến từ bên phía TG phải nằm lại. Combo lao vào đến từ vị trí của Ravan Điện Tứ, trong khi đó Rai cũng như là Akali đang thoải mái truy đuổi vào vị trí của anh chàng solo Baron đến từ vị trí của TG Sports. Mục tiêu cuối cùng đó là NAA cũng đã phải nằm lại một cái quét sạch không chính thức lần thứ hai. Và không, đây là 2710, nếu phải nằm lại sẽ là quét sạch lần thứ hai dành cho bên phía của RNS, và thi đấu rất tự tin đến từ vị trí của Rai. Thiếu một chút sát thương thì 2710 mới phải nằm lại, nhưng vẫn là những giao tranh thành công dành cho họ và họ dễ dàng có được con Baron ở phút thứ 10 của trận thi đấu. Tốc độ thi đấu đến từ bên phía của RNS là cực kỳ nhanh. Hiện tại thì tốc độ ăn Baron của RNS là tương đối nhanh và có lẽ rằng những người chơi của TG Sports sẽ không ra kịp ở trong tình huống này đâu. Và con Baron này là con Baron dành cho team RNS, và những giây phút sắp tới sẽ là những phút mà RNS đang có lợi thế rất lớn với việc là họ đã có sẵn một trụ Mega ở khu vực đường rồng rồi. Thì với cái bộ lợi bàn tay Baron này cùng với cái việc là họ nếu họ có thể điều lính tốt ở hai đường còn lại thì tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể lấy được ít nhất là thêm một trụ Mega nữa trong tình huống thi đấu sắp tới. Có vẻ như lượng đồ đang là hơi nghèo dành cho vị trí của Kai'Sa ở phút thứ 10, khi anh ta mới chỉ lên hoàn thiện cho mình một món đồ lớn, đó là gươm vô danh thôi. Và anh ta còn thiếu một lượng tiền ổn ổn nữa thì mới có thể lên thành công cho mình, đó là cái vô cực kiếm. Và khi có được vô cực kiếm đó mới là cái khả năng phát huy sức mạnh của Kai'Sa được lên tiếng. Nhưng hiện tại với việc anh ta phải nằm xuống đến 4 điểm hạ gục thì tốc độ tăng tiến sức mạnh của Kai'Sa đang là quá chậm so với sức tấn công mà RNS họ đang có. Và với con Baron này thì chắc chắn lượng tiền sẽ tiếp tục được giãn cách ra, và thậm chí là 3 đường lính siêu cấp sẽ có dành cho đội tuyển của họ. Và bây giờ thì lính đang được điều rất đẹp bởi RNS nha, và đang muốn đánh móc từ sau trụ đến từ người chơi đi đường rồng của họ, đó là Simba. Một trụ ở khu vực đường giữa đã có cho họ, họ tiến vào cái trụ Mega ở khu vực đường giữa. Cái trụ Mega ở khu vực đường giữa chỉ còn lại đó là nửa máu rồi, và nó đang tung dốc không phanh, nó có luôn cho RNS rồi. Còn ở khu vực đường Baron thì sao? Ở khu vực đường Baron thì cái trụ Mega cuối cùng này nó cũng đang bị dồn bởi một đợt lính rất lớn, và đánh thẳng vào trong trụ đến từ RNS Esports.
Và RNA Sport lao lên quá mạnh mẽ ở trong tình huống này, lính vẫn còn nha. Và TG Sport họ đang rất muốn phòng thủ ở trong tình huống thi đấu này. Họ chỉ còn đó là ba người mà thôi, nhưng một người chơi của họ đã out khỏi combat rồi, rất yếu máu. Đó là con Baragas và trụ Baron đã nổ sân bay dành cho RNA Sport. RNA với nhiều thành viên thấp máu thì họ cũng không quá cố chấp để lấy đi cả ván đấu này. Họ lui về, sau đó hồi phục lại cho mình lượng máu và mua sắm cho mình những lượng trang bị để kiểm soát con rồng thứ ba của trận thi đấu, đó là con rồng lửa. Và khi đối phương đã bị mất đi ba đường lính siêu cấp thì chiến thắng nó chỉ đếm bằng thời gian dành cho vị trí của RNA mà thôi. Và vẫn là những tình huống combat rất chuẩn bài, những tình huống ép nó đúng với đội hình mà bên RNS cần có, với việc là mở combat tổng và tạo nhiều tiền đề để cho Riot có thể bắn từ phía sau. Chiến thắng đến thì là thời gian dành cho RNS Esports mà thôi, đúng không? Bây giờ thì đơn giản là RNS họ ăn đi con rồng lửa này. Và sau khi họ ăn con rồng lửa này thì họ, tôi nghĩ là họ chỉ đơn giản là điều lính ba đường vào thật đẹp. Sau đó thì họ có một pha giao tranh tổng với TG Sport ở ngay trong nhà chính của họ, và sau đó họ lấy luôn đi cả ván đấu này. Đó đúng là kịch bản đẹp nhất. Họ đang làm điều này với việc bốn người đang bắt vào vị trí của hai NLA là mục tiêu, bị tấn công, bị lao vào bởi ngộ không. NLA hất tung được, bị hất tung bởi ngộ không lên, cố gắng bỏ chạy và đã có điểm chiến công đầu tiên, đó là vị trí ra ván điện tứ phải nằm lại. NLA là mục tiêu thứ hai và các thành viên của bên phía NSG Sport đang thoải mái bay múa trong đội hình, trong nhà của đối phương. Trong Eagle đang cố gắng lao ra tạo một điều khác biệt, nhưng bão sấm sét bây giờ mới được tung ra, nó là khá muộn đến từ vị trí của Kennen, nhưng nó là hợp lý và tạo tiền đề để cho VRS có một giao tranh chiến thắng chỉ có một mình có tạch súng thôi. Thì trận thi đấu này đã được cân bằng tỷ số là 1-1 và hai đội bước đến ván đấu thứ ba. 1-1 đó là tỷ số rất cân bằng ở trong trận thi đấu thứ nhất này của chúng ta, và chúng ta buộc sẽ phải có một trận thi đấu phân định thắng thua giữa TG Sport và RNS ở trong trận thi đấu thứ nhất này. Ở trong trận thi đấu thứ hai này thì rõ ràng là RNS họ đã làm tốt hơn rất nhiều. Có thể nói họ đã lấy lại tâm lý, họ đã điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như là về mặt con team của họ. Khác với trận đấu thứ nhất, trong trận đấu thứ hai này thì RNS họ chủ động ăn đi cho mình những mục tiêu lớn và chủ động ép giao tranh rất hợp lý với TG Sport. Và có vẻ như đây là một ván thắng mà RNS dường như đã tỉnh ngủ hơn so với ván đấu đầu tiên rồi. Họ đã bắt đầu có được những sự chủ động hơn so với đối phương. Và với việc chủ động như vậy thì họ đã có được một cái chiến thắng và cái KDA rất hủy diệt đến từ vị trí của một con Edril trong tay của Rai là 11-10 và 24-7 là tỷ số về điểm hạ gục TG Esports trong trận thi đấu này. Họ bị dẫn trước hoàn toàn từ những điểm chiến công đầu cho đến những tình huống setup mục tiêu lớn, và RNS họ đang trở lại với đúng đường Rai của một đội tuyển đang được đánh giá cao hơn ở trong trận thi đấu này. Xét thương chủ lực của bên phía team TG Sport đó là quân bài Kai'Sa trong tay Eagle ZZ thì trong trận đấu này rõ ràng anh ta thể hiện không được quá nhiều điều. Anh ta chỉ vừa mới chớm đạt được cái ngưỡng sức mạnh vừa đủ chơi của mình sau khi mà team RNS ăn đi con Baron 1 mà thôi. Lúc đó thì tôi nhớ rằng con Kai'Sa trong tay Eagle ZZ vừa mới có cái gương vô danh này, cái cung Runan, một cái kiếm BF, một cái kiếm nhỏ, tức là anh ta vừa mới có thể tiến hóa được cái chiêu 1 cũng như là cái chiêu 3 của mình. Anh ta vừa mới đủ chơi mà thôi. Thậm chí là Eagle anh ta còn muốn lên cái hướng đi trang bị, còn muốn là lên trước cái giáp thiên thần so với việc là cụ tối ưu hóa cái lượng sát thương với vô cực kiếm. Vì vậy đây là một lối trên lên trang bị mà rất đắt tiền, nó không hợp lý với hoàn cảnh ở bên phía TG Esports đang bị chèn ép bởi đối phương là cực kỳ nhiều. Và lượng sát thương của Eagle đây chỉ là vỏn vẹn 12.000 tiền thôi, nó là một lượng sát thương là vô cùng yếu ớt so với đối phương bên kia. Đó là Rai là 35.000 tiền, 35.000 sát thương, gấp đến 3 lần, gần là 3 lần đến từ hai vị trí xạ thủ rồi. Gây ra sát thương gấp 3 lần đến từ vị trí của Rai trong trận đấu này. Còn Estreel cấu rỉa cũng như là gây sát thương quá mạnh trong những pha giao tranh. Và đây là biểu đồ vàng của trận đấu thứ hai này của chúng ta. Rõ ràng là phần xanh rất nhiều, chênh lệch có thể nói là gần như là hoàn toàn dành cho RNS Esports ở trong trận đấu thứ hai này. Và tỷ lệ màn hạ gục đó cũng đã phản ánh sự áp đảo của RNS Esports ở trong trận đấu thứ hai này. 24-7 đó là tỷ lệ màn hạ gục của chúng ta trong trận đấu này. Mặc dù TG Esports họ thành công trong việc là cướp đi con rồng đầu tiên ở trong trận đấu này trước mũi của 4-5 thành viên của RNS Esports, tuy nhiên chuyện đó là không đủ để TG Esports họ có thể làm được một điều gì đó trước RNS Esports. Và những sự vượt trội đã giúp cho anh chàng Rai là người có được điểm MVP ở trận thi đấu với rất nhiều những thông số vượt trội và hủy diệt trước đối phương. 11-10 là những KDA mà một con số biết nói cho một vị trí xạ thủ. Với xạ thủ mà rồi ra sát thương như thế này, đó là lý do vì sao mà anh ta thoải mái tung bay trong nhà của đối phương mà không gặp quá nhiều sự nguy hại. Và đặc biệt là lượng sát thương của anh ta gây ra là rất khổng lồ với 35.000 sát thương.
Và đó là những gì mà Rai đã làm được ở bán đấu thứ hai, giúp trận thi đấu trở về thế cân bằng dành cho cả hai đội tuyển.